Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện được mang tên Người Thợ Đúc. Các bé cùng lắng nghe nhé. Xưa có đức thánh khổng lồ, chuyên trông nom về nghề đúc và nghề rèn ở hạ giới. Đức thánh thường thân hành đi lại các nơi. Khi giáng xuống miền này, lúc hiện ra xứ nọ, thành người trần để tìm cách dạy thêm cho những người thợ về kỹ xảo. Nhưng trong khi theo dõi việc dạy nghề, Đức Thánh nhận thấy đám đệ tử của mình có những kẻ còn phạm thói lọc lừa điên đảo. Bởi vậy, Đức Thánh lại phải để tâm chữa cả thói hư tật xấu của họ. Có một người thợ đúc rong vai quẩy đôi bồ, bên trong có đủ các thứ đồ nghề linh tinh như lò bể, khuôn, kéo, kìm và cặp. Miệng thỉnh thoảng cất tiếng rao: ai đúc đồng nồi, đúc xanh, đèn, chiên, thanh la, bình hương, bình hoa, biến cũ thành mới không? Vốn nghề nghiệp thành thạo, nên hễ có ai gọi đến, ông chỉ lúi húi làm một vài ngày là xong. Thế rồi cơm ăn tiền lấy, ông lại quẩy gánh lên vai, chuyển từ làng này sang làng khác. Một hôm, từ sáng sớm, người thợ đúc đang bước rảo cho kịp phiên chợ. Đang đi, ông bỗng gặp một chàng trai trẻ tuổi, vai cũng quẩy đôi bồ. Gã trai thấy ông thì đứng lại chào một cách cung kính, rồi nói: xin cho hỏi thăm một tí, con theo thầy con học nghề đã mấy tháng nay. Không may hôm trước đây, khi qua rừng, thầy trò lạc nhau, tìm suốt mấy ngày không ai biết cả. Xin hỏi ông có gặp một người tên là Chu, trạc ngoài 50, người cao cao râu quai nón hay không? Người thợ đúc mới lắc đầu: ta không hề gặp một người nào như vậy. Dừng một lát, anh chàng mới nói tiếp, vẻ khẩn khoản: thật khổ quá, con học với thầy bấy lâu nay, có biết nghề đúc chút đỉnh, còn muốn học thêm cho thành thạo, không ngờ thầy trò mỗi người đi một đường. Bây giờ xin ông cho con đi theo, con xin gánh gồng và hầu hạ Chu Tất. Chỉ cốt học được nghề cầm tay, ngoài ra không có ý gì khác. Chẳng hay ông có lòng thương hạ cố được không ạ? Người thợ đúc thoạt đầu nhìn anh chàng thấy có vẻ ngờ nghệch. Nay nghe nói thế thì tỏ ý coi khinh. Ông ta nghĩ bụng: đi đúc rong thì chỉ một mình cũng đủ. Đến đâu á thì đã có sẵn người của chủ nhà cung ứng đó rồi. Giả thử có một người quẩy gánh cho thì vẫn là đỡ mệt. Nhưng sức mình còn khỏe cũng chưa cần lắm. Vả chăng được một vài quan tiền công, không lẽ không chia cho người học việc? Thế là ông bèn đáp: ta trông anh còn trẻ người non dạ, nhìn bàn tay còn trắng trẻo chưa xém tí nào, học cái nghề này không phải là dễ. Thôi, anh hãy trở về đi cài còn hơn. Nghe nói, chàng trai chắp tay cầu khẩn: con cũng đã biết đúc võ vẽ, thầy hãy cho con theo. Nếu mà làm không được á, hay hầu hạ sơ suất, thì lúc đó thầy đuổi con đi cũng không muộn. Thấy hắn kêu này và cam đoan trung thành với mình, người thợ đúc bỗng đổi ý kiến, nhận lời chàng. Chàng trai mới đổi buồn làm vui, sụp xuống làm lễ bái sư, rồi chúc các thứ đồ nghề nhập gánh của mình với gánh của thầy làm một. Đoạn quẩy gánh lên vai mà đi theo ông thầy mới. Chưa đến chợ, đã có khách hàng đón thầy trò về nhà thuê đúc một chiếc xanh cỡ lớn. Ngã giá xong, thầy trò mới bắt tay vào đắp khuôn để dựng lò thuộc bể. Lây hoay trong suốt mấy buổi đã làm xong. Nhưng qua công việc, người thợ đúc nhận thấy anh chàng học việc của mình còn vụng về hết sức, dường như chưa biết cái gì cả. Bởi thế, sau khi từ giã nhà chủ ra đi, trên đường, người thợ đúc mới cất tiếng mắng anh ta: tao nghe mày nói có biết nghề võ vẽ nên tao mới nhận,
Có ngờ đâu, mày chỉ là đồ ăn hại. Ông ta không ngờ anh chàng học nghề không tỏ vẻ gì là thẹn thùng hay là bối rối. Chỉ ngước mắt nhìn mình rồi bình thản trả lời: "Thưa thầy, con đi theo thầy cũ của con, học được cách đúc khác kia, chứ không phải như cách đúc của thầy vừa rồi." Người thợ đúc ngạc nhiên, vội hỏi: "Sao? Mày nói mày học được cách đúc khác là đúc thế nào?" "Thầy con không đúc nồi niêu, xanh chảo hay là bình hương bình hoa, mà là đúc người. Đúc từ người già thành người trẻ, đúc người xấu thành người tốt." Người thợ tưởng há mất trí nên càng sửng sốt: "Ô, mày nói gì lạ vậy? Tao chưa từng nghe điều đó bao giờ." "Thưa thầy, thật đó ạ. Cách đúc cũng dễ, không có khăn nặng nhọc gì cả. Chỉ nhờ vào mấy cái khuôn của thầy con để lại, con có mang theo đây này." Nói rồi, anh dở khuôn cho người đỡ đúc xem. Trong khi thầy tò mò nhìn từng cái khuôn lạ, thì trò lại nói thêm: "Thưa thầy, tuy con mới học võ vẽ, nhưng làm cũng dễ lắm ạ. Mà lại được nhiều tiền nữa. Mỗi chiến thầy làm nhiều lắm cũng 4 năm quen, nhưng mỗi chiến thầy cũ của con làm á thì được những 100-200 quen là chuyện bình thường." Người thợ đúc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng thấy hắn ăn nói có vẻ chân thật nên cuối cùng cũng bụng cũng hơi tin. Sau đó lại hỏi: "Anh có tự tay đúc được như anh nói không?" "Thưa thầy, thầy con đã từng cho con tự tay làm lấy một mình, nên chắc chắn có thể làm được." "Thế thầy anh rao hàng như thế nào?" "Dạ thầy con thường rao như thế này nè. Nào, ai muốn đúc người xấu thành tốt, da mòi tóc bạc đúc thành nhan sắc nõn na, ông lão 80 á thành đứa trẻ 13, 70 đúc thành 17 không nào?" Nghe rõ đầu đuôi, càng thêm tò mò. Người thợ đúc chỉ muốn anh học nghề làm ngay cho mình xem tận mắt, liền mới bảo hắn: "Thôi bây giờ tôi hãy tạm nghỉ công việc của tôi, để xem cách làm ăn của anh chút đã. Anh cứ rao như thế đi, nếu có ai thuê á thì anh thử làm cho tôi xem. Nhưng nên nhớ, nếu mà có xảy ra việc gì á thì tôi không biết đâu đấy nhé." Từ giờ phút đó, thầy nhường cho trò rao và liệu tính hết mọi việc. Đến một làng nọ, một người phú hộ nghe tiếng rao liền gọi vào hỏi: "Này, 70 đúc thành 17 là thế nào?" Chàng trẻ tuổi đáp: "Cũng như nồi cũ đúc thành nồi mới thôi, nhưng đây là đúc người, xấu xí ra xinh đẹp, già yếu thành trẻ khỏe." Nhà chủ mới nói: "Tôi có một ông cụ tuổi đã ngoài 70, yếu lắm, nằm liệt đã mấy năm nay rồi. Nếu đúc cho khỏe và trẻ lại được á thì hay đấy. Nhưng anh lấy công bao nhiêu?" "Tôi lấy rẻ cho ông 150 quen và cơm ăn cho cả hai thầy trò tôi. Ngoài ra phải có 20 xảo than, mượn cho tôi một cái bung 30 và dọn cho tôi một gian buồng kính, không để một ai được dòm vào." "Nếu mà làm được á thì 150 quen cũng không có đắt. Nhưng vị phỏng chết người thì sao?" "Nếu chết người thì tôi xin bồi mạng, tôi sẽ làm giấy cam đoan cho ông." Người thợ đúc từ đầu đã chăm chú theo dõi việc làm của anh học nghề. Ông thấy anh ta có vẻ thông thạo. Trước hết, anh xin giấy bút viết ngay tờ cam đoan. Trong giấy, anh hứa nếu mà làm không xong thì sẽ không nhận tiền, hoặc nếu làm cho khách hàng chết hay bị thương tích gì thì xin chịu tù tội. Thế rồi ung dung chờ cho cơm nước vào đâu đấy. Anh dẫn thầy vào buồng kính, lấy khuôn ra, tô đi nặng lại, vừa làm vừa bày vẽ từng tí cho thầy. Công việc chỉ trong một buổi là xong. Chiếc bung được bắt lên một cái bếp lửa hồng. Đoạn,
Anh đưa ông già vào buồng, lột áo quần đánh nhẹ một phát. Ông già ngã lăn ra chết, không bối rối chút nào. Anh mới đưa xác của ông già bỏ vào trong bung, đổ nước vào, rồi vừa thục bể vừa đảo. Sau 3 ngày 3 đêm, nước trong bung đã trở nên quánh lại. Cuối cùng, anh bưng bung nước ấy đổ tất vào khuôn, đợi nguội 3 ngày 3 đêm nữa, anh mới tháo khuôn ra. Quả nhiên, có người từ trong đó dần dần cựa quậy, rồi nhổm dậy bước ra. Mặt mũi vẫn còn phản phất hình trạng của ông già, nhưng má hớp hóa thành má căng lên, tóc xưa bạc bây giờ đã trở nên đen nhánh. Suốt mấy ngày, người đúc hồi hộp chờ đợi, giờ đây mới thở phào khi người chết đã sống lại, lại khỏe và trẻ đúng như lời rao. Chủ nhà thấy bố mình được cải lão hoàn đồng thì mừng rỡ bội phần. Ông ta vội mang tới đặt lên bàn 150 quan tiền bó mo cùng nhiều tặng vật, rồi tỏ lời cảm ơn hai thầy trò. Anh chàng học nghề chia ngay cho thầy mình một nửa. Người thợ đúc sung sướng quá đỗi, ngợi khen chàng trai hết lời. Trong bụng ông ta thầm nghĩ, kể ra làm cũng chẳng khó, mà lại được nhiều tiền, thế mà từ lâu không ai biết cả. Hai thầy trò từ giả nhà chủ ra đi, tới một làng khác. Một ông lái buôn giàu có gọi họ vào để thuê đúc lại người vợ cả, lưng đã gù, răng đã rụng. Công việc lại diễn ra hệt như trước, cũng viết giấy cam đoan, cũng đưa khuôn ra đắp, rồi cũng đánh chết bà già bỏ vào bung. Nhưng lần này thì người thợ đúc không còn hồi hộp nữa. Hắn xắn tay áo giành lấy công việc ở người học trò và chịu khó làm đủ mọi chuyện. Sau 6 ngày 6 đêm chờ đợi, khuôn được tháo ra. Quả nhiên, bà lão đã biến thành người tấu nữ, làm cho ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Khi cầm lấy những quan tiền của anh học nghề trao cho, người thợ đúc suy nghĩ, tất cả phép lạ đều ở trong cái khuôn kia cả. Chỉ nhờ có mấy cái khuôn của ông thầy hắn để lại mà làm ra bộn tiền. Hừ, một cái nghề ngon ăn biết bao nhiêu, có lẽ trẻ con nó cũng làm được, tội gì mà không chiếm lấy để một mình hưởng lợi. Nghĩ vậy, một hôm vừa đến một làng kia, người thợ đúc liền đến trình xã trưởng, vu cho anh học nghề của mình đã ăn cắp mấy nén bạc. Chàng trai cố sức cãi lại nhưng anh không làm sao minh oan được, vì lúc dở ra khám, mấy nén bạc có đánh dấu không biết tại sao lại lù lù trong ruột tượng của anh. Cuối cùng, anh bị xã trưởng đóng gông lại đi giải lên quan. Người thợ đúc bèn chiếm lấy tất cả đồ nghề rồi quảnh gánh đi miết. Hắn đi đến một cái làng xa mới dừng lại, nhận đúc thuê cho một nhà nọ để cải lão hoàn đồng cho một ông già ngoài 80 tuổi. Ất trước người học trò, hắn cũng làm giấy cam đoan thực tế, rồi cũng dở khuôn ra tô tô đắp đắp như kiểu hắn đã được chỉ vẽ. Khi đưa ông già vào buồng, hắn cũng choảng cho ông già một vố chết lăn. Đoạn bắt tay vào những công việc như hắn đã làm lần trước. Nhưng khốn thay, sau mấy ngày đêm, mở nắp khuôn ra, hắn giật mình vì nước vẫn không đông lại thành người. Hết sức lo sợ, hắn lại cố chờ thêm 3 ngày 3 đêm nữa mà vẫn không thành công. Mấy người con ông già chờ mãi không được, bèn phá cửa buồng mà vào. Hắn hoảng quá, xin khất thêm 3 ngày 3 đêm nữa. Lại 3 ngày 3 đêm nữa trôi qua. Cuối cùng, khi mở nắp khuôn, hắn mới thực sự tuyệt vọng. Mấy người con ông già xông lại, bắt trói người thợ đúc, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi đóng gông để giải lên quan. Trên đường đi, cổ đã mang gông, mình thâm tím vì đòn. Người thợ đúc chợt thấy sự trừng phạt về lòng tham lam gian xảo của mình. Hắn hết sức hối hận,
mồm hắn đã hết lời cầu khẩn Đức Thánh Khổng Lồ, hứa xin chừa mọi thói hư tật xấu, và xin Đức Thánh run rủi cho anh học nghề trở lại để cứu hắn khỏi tử tội. Hắn lầm rầm cầu khẩn suốt ngày trời. Đến ngày thứ ba, lúc hắn đang bị tuần áp giải từ xã lên huyện, vừa ghé vào quán nghỉ chân thì bỗng thấy người học nghề của mình đang ngồi uống nước ở quán. Người thợ đúc liền sụp lại như tế sao và xin anh học trò hãy rón tay làm phúc. Anh học trò cười mà rằng: "Chính ta là khổng lồ đây. Ta không ngờ bụng dạ của lũ các ngươi lại nham hiểm đến thế. Đáng lý ra còn trị tội nặng hơn nữa. Nhưng đã tỏ lòng hối hận thì cũng tha cho. Các ngươi phải lo bảo nhau. Đã đi làm cái nghề của ta thì không được dối trá lừa gạt người khác. Dù có nghèo khổ đến đâu, lương tâm cũng phải cho trong sạch." Nói vừa dứt lời thì vụt một cái, mọi người không thấy anh học trò đâu nữa. Nhưng giữa lúc đó, từ ngoài cửa, một người con của ông già đã hộc tóc bước vào, nói không ra hơi: "Thôi đừng giải người ta đi nữa, bố tôi đã sống lại rồi, hiện đang cựa quậy ở trong khuôn." Người ta nói, từ đấy về sau, những người làm nghề đúc ai cũng sợ Đức Thánh Khổng Lồ. Không một ai dám gian trá khi hành nghề đã. Nhất là đã cùng làm với nhau thì không bao giờ lừa dối nhau. Câu chuyện cổ tích về người thợ đúc đến đây đã hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé nha. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện được mang tên Sự Tích Phật Bà Quan Âm. Các bé cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa có một ông vua sinh ra liên tiếp hai người con gái đầu lòng. Do không có con trai, vua lo lắng không có kẻ nối ngôi, ngày đêm cầu khẩn trời Phật cho hoàng hậu sinh ra được hoàng nam. Nhưng đến khi đứa con thứ ba ra đời cũng vẫn là con gái. Vua lấy tên thứ ba mà đặt cho công chúa Út, giận cho các đấng thiêng liêng đã không phù trợ giúp mình đạt được ý nguyện. Tuổi thọ đã cao, vua muốn cho công chúa thứ ba lấy chồng, định sẽ truyền ngôi cho vị phò mã. Trái hẳn với hai chị là Diệu Thanh và Diệu Âm, công chúa ba không đắm mình trong cung vàng điện ngọc mà say mê theo tiếng kệ câu kinh, rồi hiến thân cho đạo Phật. Nàng nhất quyết không chịu lấy chồng, khiến vua và hoàng hậu nổi giận, bắt giam nàng ở riêng tại vườn sau của hoàng cung. Một hôm, vua cùng hoàng hậu ngự ra ngoài, công chúa ba chạy đến đón xa giá thăm hỏi. Vua lại phán bảo nàng bỏ ý định tu hành để tính việc trăm năm. Song nàng vẫn một mực từ chối và xin phép vua cha xuất gia đầu Phật. Vua giả vờ chiều theo ý con, cho nàng đến tu ở chùa Bạch Tước, đồng thời ra lệnh cho các nhà sư bị mua chuộc phải khuyên nhủ công chúa ba trở về cung để lấy chồng. Nếu việc không thành thì chùa sẽ bị thiêu cháy và tất cả nhà sư cùng ni cô sẽ đều bị chém đầu. Các nhà sư sợ hãi, tìm đủ mọi cách để làm cho cô công chúa siêu lòng mà hồi tục, nhưng tất cả đều vô hiệu. Vua hay tin liền nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh đốt chùa để giết luôn cô công chúa không tuân lệnh vua cha. Nhưng ngọn lửa vừa un un nổi lên, bao vây cả bốn phía chùa thì trời đang tạnh ráo, bỗng tua mưa xối xả dập tắt ngay. Vua bèn cho bắt công chúa ba để xử tử, nhưng trời lại nổi bão táp dữ dội, xét đánh văng xa lưỡi đao của đao phủ đang nhắm bổ vào cổ của công chúa. Vua vẫn không nguôi giận, lại ra lệnh xử giảo nàng. Quân lính đang sửa soạn dây để treo cổ nàng lên
thì bỗng đâu một con cọp lớn phóng qua hàng rào binh sĩ, bao vây cướp mất công chúa ba. Cõng nàng đưa đến chùa Hương Tích. Chùa Hương Tích ở về xã Phù Lưu, thuộc tỉnh Hà Đông, dựng lên vào thời Chính Hòa, nhà Lê, năm 1687, do hai bà vợ chúa Trịnh, hai chị em Đào Thị Cư và Đào Thị Niên cùng nằm mộng, thấy Phật Bà Quan Âm rồi xây cất lên. Từ đời Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông cho khắc ngay lên trên cửa vào Hương Tích là Nam Thiên Đệ Nhất Động. Giữa chốn Lâm Tuyền này, qua bến Đục Đò Suối, rải rác các ngôi chùa ngoài Thiên Chủ. Tương truyền trong động có một lẫm thóc vô tận trời sinh ra để nuôi cho các nhà sư tu hành ở Hương Tích. Chùa Hương Tích thờ Phật Bà Quan Âm 1000 tay 1000 mắt, gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Cọp cổng công chúa ba đến đây ở tu hành, các thú dữ trong rừng núi được cảm hóa đến nghe kinh, rồi chia nhau chim hái trái, nai đi lấy nước, cọp bổ củi, khỉ thì vo gạo, con rồng thì thổi lửa nấu cơm, giúp đỡ trong công việc hàng ngày. Trong khi ấy, ở triều, vua cha bị phát bệnh hủi ghê gớm, các vị danh y được mời đến đều bỏ tay trước chứng bệnh nan y này. Da thịt vua sần sùi lở lói, các ngón tay chân dần dần rơi rụng, mất cả bàn tay, rồi mù cả hai mắt. Công chúa ba tu đến thời kỳ gần đắc đạo, khoác lốt ni cô về thăm nhà, thấy vua cha bị bệnh thê thảm, liền tự moi lấy hai mắt trong sáng của mình và chặt cả hai tay để tháp chữa cứu cho cha được lành lặn trở lại. Sau đó cô công chúa hóa về Niết Bàn, rồi sao lại độ cho vua, hoàng hậu cùng hai chị được thành Phật. Tục truyền rằng công chúa ba vốn là Phật Bà Quan Âm đầu thai xuống thế. Sự tích trên đây được giới tu hành truyền tụng thành kinh chữ Nôm cho thiện nam tín nữ, nhắc nhở đến trong lúc chảy hội chùa Hương vào tiết đầu xuân hàng năm, từ mồng 10 tháng Giêng đến cuối tháng 3. Câu chuyện về sự tích Phật Bà Quan Âm đến đây đã hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới, và câu chuyện được mang tên là Sọ Dừa. Các bé cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa có hai vợ chồng một ông lão nghèo, đi ở cho nhọc nhà phú ông. Họ hiền lành, chăm chỉ, nhưng đã ngoài 50 tuổi mà vẫn chưa có lấy một mụn con. Một hôm, người vợ vào rừng lấy củi. Trời nắng to, khát nước quá, thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, bà bèn bưng lên uống. Thế rồi về đến nhà, bà đã có men. Ít lâu sau, người chồng mất, bà sinh ra một đứa con không có chân tay, mình mẩy cứ tròn long lóc như một quả dừa. Bà buồn toan vứt nó đi, thì đứa bé lên tiếng bảo: "Mẹ ơi, con là người đấy, mẹ đừng vứt con mà tội nghiệp." Bà lão thương tình để lại nuôi, rồi đặt tên cho cậu là Sọ Dừa. Lớn lên, Sọ Dừa vẫn thế, cứ lăn lòng lóc chẳng làm được việc gì, bà mẹ lấy làm phiền lòng lắm. Sọ Dừa biết vậy, bèn xin mẹ đến chăn bò cho nhà phú ông. Nghe nói đến Sọ Dừa, phú ông ngần ngại, nhưng nghĩ nuôi nó thì ít tốn cơm, công xá lại chẳng đáng là bao. Thế là phú ông đồng ý. Chẳng ngờ cậu chăn bò rất giỏi. Ngày ngày cậu lăn xao đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn xao đàn bò về nhà. Cả đàn bò con nào con nấy cứ no căng, phú ông lấy mồm mừng lắm. Vào ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm hết cả. Phú ông bèn sai ba cô con gái thay phiên nhau đem cơm cho Sọ Dừa.
Trong những lần như thế, hai cô chị thì kiêu kỳ, ác nghiệt, thường hắt hủi sọ dừa. Chỉ có cô em tính vốn thương người là đối đãi với sọ dừa tử tế. Một hôm, đến phiên cô Út mang cơm cho sọ dừa. Mới đến chân núi, cô bỗng nghe thấy tiếng sáo véo von. Rón rén bước lên, cô nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên một chiếc võng, đàn thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Thế nhưng vừa mới đứng lên, tất cả đã biến mất tâm. Chỉ thấy sọ dừa nằm lăn long lóc ở đấy. Nhiều lần như vậy, cô Út mới biết sọ dừa không phải là người thường, bèn đem lòng yêu quý. Đến cuối mùa ở thuê, sọ dừa về giục mẹ đến hỏi con gái phú ông về làm vợ. Bà lão thấy vậy tỏ ra vô cùng sửng sốt, nhưng thấy con năn nỉ mãi, bà cũng xiêu lòng. Thấy mẹ sọ dừa mang cao đến đạm, phú ông mới cười mỉa mai: "Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chỉnh vàng cớm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo và 10 vò rượu tâm đem sang đây." Bà lão đành phải ra về, nghĩ là phải thôi hẳn việc lấy vợ cho con. Chẳng ngờ đúng ngày hẹn, bỗng dưng trong nhà có đầy đủ mọi sính lễ, lại có cả gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà của phú ông. Phú ông hoa cả mắt, lúng túng gọi ba cô con gái ra hỏi ý. Hai cô chị thì biểu môi chê bai sọ dừa xấu xí, rồi ngúng ngoảy đi vào. Chỉ có cô Út là cúi đầu e lệ, tỏ ý bằng lòng. Trong ngày cưới, sọ dừa bài cổ thật linh đình, gia nhân chạy ra vào tấp nập. Lúc rước dâu, chẳng ai thấy sọ dừa chọc lóc xấu xí đâu nữa. Chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng bên cô Út. Mọi người thấy vậy đều cảm thấy sửng sốt và mừng rỡ. Còn hai cô chị thì vừa tiếc lại vừa ghen tức. Từ ngày ấy, hai vợ chồng sọ dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Không những thế, sọ dừa còn tỏ ra rất là thông minh. Chàng ngày đêm miệt mài đèn sách, và quả nhiên năm ấy, sọ dừa đỗ trạng nguyên. Thế nhưng cũng lại chẳng bao lâu sau, sọ dừa được vua sai đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và 2 quả trứng gà, nói là để hộ thân. Ganh tị với cô em, hai cô chị sinh lòng ghen ghét, rắp tâm hại em để thay làm bà Trạng. Nhưng quan Trạng đi vắng, hai chị rủ cô Út chèo thuyền ra biển, rồi cứ thế lừa đẩy cô em xuống nước. Cô Út bị cá kình nuốt chửng, nhưng may có con dao mà thoát chết. Cô dẹt lại vào một hòn đảo, lấy dao khoét bụng cá chui ra, đánh cá lấy lửa, nướng thịt cá ăn. Sống được ít ngày trên đảo, 2 quả trứng gà cũng kịp nở thành một đôi gà đẹp để làm bạn cùng cô Út. Một hôm, có chiếc thuyền đi qua đảo, con gà trống nhìn thấy bèn gáy to ó. "Phải thuyền quan Trạng rước cô tôi về." Quan cho thuyền vào xem, chẳng ngờ đó chính là vợ mình. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi, đưa vợ về nhà. Quan Trạng mở tiệc mừng, mời bà con đến chia vui, nhưng lại giấu vợ trong nhà không cho ai biết. Hai cô chị thấy thế, khấp khởi mừng thầm, tranh nhau kể chuyện cô em rủi ro ra chiều thương tiếc lắm. Quan Trạng không nói gì, tiệc xong mới cho gọi vợ ra. Hai cô chị nhìn thấy cô em thì xấu hổ quá, lén bỏ ra về, rồi từ đó họ bỏ đi biệt xứ. Câu chuyện về sọ dừa đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện được mang tên là Hưng Đạo Đại Vương. Các bé cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa, về đời nhà Trần,
Ở đất Nam Định có An Sinh Vương phu nhân, chồng bà là anh ruột của vua Trần Thái Tông. Một đêm bà nằm mơ thấy có một vị thiên thần tinh vàng tướng ngọc, tự xưng là Thanh Tiên Đồng Tử, theo lệnh của Ngọc Hoàng xuống đầu thai. Sau đó bà thụ thai, đến lúc lâm bồn có hào quang tỏa sáng rực rỡ cả nhà, mùi hương thơm ngào ngạt. Bà hạ sinh một cậu bé khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn thông minh rất sớm, mới lên 5 tuổi đã biết làm thơ, có óc lãnh đạo, thường bày trò chơi bát trận. Lớn lên càng học giỏi, tinh thông nhiều sách thánh hiền và cổ nhân, tinh thông lục thao tam lược, văn võ toàn tài. Thuở ấy, dân tộc Mông Cổ làm bá chủ toàn cõi Trung Hoa, chàng chiếm một phần lớn ở Đông Âu, thâu tóm cả lục địa Á Châu. Thế lực của quân Mông Cổ mạnh mẽ như vũ bão, cuồng phong. Vó ngựa của quân Mông Cổ phi đến đâu thì cỏ nơi ấy không mọc được nữa. Đại quân nhà Nguyên mạnh như bão, như lửa, đã tiến về phương Nam của dân tộc Việt, tính thôn tính cả vùng Đông Nam Á, để thực hiện giấc mộng làm bá chủ toàn cầu của lãnh tụ Mông Cổ, đó là thành Cát Tư Hãn. Nước Nam bé nhỏ như con châu chấu trong bánh xe khổng lồ ở phương Bắc. Tuy nhiên, ba lần quân Nguyên tràn sang đất Việt đều hoảng hồn quay về. Tướng Trần Quốc Tuấn đã thống lãnh binh sĩ, cùng dân chúng một lòng cương quyết, đánh bật quân ngoại xâm ra khỏi bờ cửa Việt. Quân Mông Cổ từng trăm trận trăm thắng, đã thảm bại kéo quân trở về. Họ rất nể sợ uy danh của Trần Quốc Tuấn, không ai dám nhắc tên ông, chỉ gọi là Hưng Đạo Vương. Khi tướng nhà Nguyên là Thoát Hoang kéo quân sang đánh nước Việt lần thứ hai, có mang theo một tỳ tướng tên là Bá Linh, tức là Phạm Nhan, có tài yêu thuật. Trần Hưng Đạo lập trận cửa cung phá được, bắt sống Phạm Nhan. Kỳ lạ thay, binh sĩ Việt dùng gươm chém thế nào Phạm Nhan cũng không chết, Trần Hưng Đạo phải dùng thần kiếm mới giết được hắn. Tục truyền rằng khi tên yêu thuật Phạm Nhan chết đi, thường hiện thành ma quỷ về phá rối đàn bà con gái. Dân chúng gọi là tà Phạm Nhan, phải nhờ đến uy linh của Hưng Đạo Vương mới trừ khử được. Về già, Trần Hưng Đạo trí khỉ ở Phản Kiếp, ông được vua tôn kính phong làm Thái Sư Thượng Phụ Hưng Đạo Đại Vương, lập miếu sinh từ ở Phản Kiếp và khắc văn bia để ghi nhớ công đức của ngài. Hưng Đạo Vương đã soạn ra quyển Binh Thư Yếu Lược và lập ra cửa đồ Cửu Cung Bát Quái thần diệu vô cùng. Ngoài 70 tuổi, Hưng Đạo Vương mất, dân chúng ghi nhớ công đức của ngài. Hàng năm đến ngày Huý Nhật 20 tháng 8, thiện nam tín nữ đông đảo đi chảy hội Vạn Kiếp. Lễ đền thờ Trần Hưng Đạo rất đông. Ở nhiều nơi khác trong nước, dân chúng cũng lập đền thờ Đức Thánh Trần để cậy uy linh của ngài trừ tà ma. Câu chuyện về Hưng Đạo Đại Vương đến đây đã kết thúc rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích mới, và chuyện cổ tích được mang tên Thánh Giống. Các bé cùng lắng nghe nhé. Vào thời của vua Hùng Vương trước đây, ở một vùng nọ có người đàn bà tuổi cũng đã cao, nhưng vẫn phải sống lủi thủi một mình mãi. Một ngày nọ, khi trời mới tảng sáng, theo thường lệ bà lại đi lên thăm nương. Vô tình bà nhìn thấy một dấu chân to dẫm nát hết mấy luống cà của mình. Nhìn dấu chân này bà ngạc nhiên kêu lớn: "Chào ôi, bàn chân của ai mà lại to thế nhỉ?" Tò mò nên bà đưa chân vào ướm thử dấu chân lạ kia.
Đột nhiên, bà lại rùng mình một cái. Và kể từ ngày đó thì bà mang thai. Khi cái thai trong bụng đã đủ ngày đủ tháng, thì bà sinh ra được một đứa bé trai kháo khỉnh, bụ bẩm. Bà liền đặt tên cho nó là Giống. Tuy nhiên, dù Giống đã lên 3 tuổi, nhưng chẳng giống như những đứa trẻ khác. Nó vẫn cứ nằm ngửa mà đòi ăn, chẳng biết ngồi mà cũng chẳng biết lẫy. Hơn nữa, nó cũng chẳng nói chẳng cười tiếng nào. Khi ấy là thời điểm bọn giặc Ân lũ lượt kéo vào để cướp nước của chúng ta. Đám giặc Ân này vô cùng hung hãn và tàn ác. Tên tướng cầm đầu tên là Ân Vương. Hắn có hình dung vô cùng cổ quái và dữ tợn. Chúng đi đến đâu thì lại đốt phá nhà cửa, còn giết người để cướp của khắp nơi. Quân đội của Hùng Vương cũng không ít lần dẫn quân xuất trận. Tuy nhiên, sức yếu nên không thể nào đánh lại bọn giặc Ân hùng mạnh kia. Vua Hùng thấy tình hình không ổn thì vô cùng lo lắng. Vì vậy, vội vàng hạ lệnh cho sứ giả của mình đi khắp nơi trong nước, mong có thể tìm được những bậc tướng tài ba để giúp nhà vua cứu lấy đất nước đang trên bờ lâm nguy. Vào một ngày kia, sứ giả tới làng của chú bé tên Giống. Khi nghe thấy tiếng loa rao rằng nhà vua đang đi cầu người tài khắp nơi, mẹ cũng Giống đang ru con liền đùa vui với con mình là: "Con ơi, con trai ngoan của mẹ cứ mãi không đi không nói như vậy, biết đến bao giờ thì con mới có thể đi đuổi giặc giúp nhà vua đây?" Không ngờ khi người mẹ vừa dứt lời thì Giống lại đột nhiên mở miệng và nói thành tiếng rằng: "Mẹ hãy đi gọi sứ giả vào nhà mình cho con." Nhưng khi nói xong thì Giống lại im lặng. Người mẹ thấy vậy thì nửa mừng nửa sợ, vội vội vàng vàng đem chuyện lạ này kể lại cho xóm riêng xung quanh được biết. Thấy chuyện lạ xảy ra, tất cả mọi người đều đổ xô tới nhà của Giống. Ai cũng cho đây là một chuyện thần kỳ. Một người trong đám đông liền nói: "Ta cứ thử ra mời sứ giả tới để xem nó muốn cái gì nào." Vậy là mọi người lại chạy ra mời sứ giả tới. Khi viên sứ giả ấy vào trong nhà và trông thấy Giống thì lập tức hỏi: "Có phải mày chính là đứa bé tận 3 tuổi mới học nói không? Mày mời ta đến đây có việc gì?" Giống chững chạc trả lời lại câu hỏi của viên sứ giả kia: "Hãy về báo lại với nhà vua, cho người rèn một con ngựa sắt, làm một thanh gươm sắt, thêm một bộ áo giáp sắt cùng với một chiếc nón sắt nữa. Sau đó ta sẽ giúp đuổi đám giặc kia cho." Tất cả mọi người đều chứng kiến ở đó đều cảm thấy sự việc này hết sức lạ lùng và có phần thần kỳ nữa, cho rằng đây là thần nhân hiện thân. Viên sứ giả vội vã phi ngựa nước đại trở về lại cung để bẩm báo lại toàn bộ sự việc cho nhà vua cùng quần thần được biết. Hùng Vương nghe sứ giả tâu rõ thì vô cùng vui mừng, lập tức hạ lệnh cho đám thợ rèn phải đem gom góp tất cả sắt lại để rèn ngựa sắt, gươm sắt, áo giáp sắt cùng với nón sắt đúng như lời dặn của chú bé kia. Những thứ đồ ấy khi rèn xong thì nặng không sao tả nổi. Hàng chục người cùng nhau bê thanh gươm sắt mà nó cũng chẳng chịu nhúc nhích một chút nào. Bởi vậy nên vua Hùng đành phải phái hàng ngàn quân lính của mình tìm đủ mọi cách để có thể chở đồ tới mà giao lại cho chú bé tên Giống kia. Khi nghe tin có hàng toán quân lính cùng nhau khiêng những thứ đồ sắt ấy tới làng, mẹ của Giống vô cùng sợ hãi mà chạy thẳng về nhà nói với con trai: "Con ơi, chuyện của nhà vua không phải là chuyện vui đùa đâu. Hiện nay quân lính người ta đang âm âm kéo nhau tới ngoài bãi rồi. Chúng ta biết phải làm gì bây giờ?"
Nghe mẹ nói vậy, Giống đột nhiên ngồi vụt dậy và bảo: "Chuyện đánh giặc mẹ không cần phải lo lắng làm gì, nhưng mà mẹ phải cho con ăn nhiều thì mới được." Người mẹ vội vã chạy đi thổi cơm để cho con trai ăn. Nhưng bà nấu được nồi nào thì Giống lại ăn hết ngay nồi ấy. Và mỗi lần ăn hết một nồi cơm mẹ nấu thì Giống lớn hơn một chút, cậu lại đòi ăn nữa. Người mẹ càng cho con ăn bao nhiêu thì Giống lại càng lớn hơn được bấy nhiêu. Cậu bé lớn nhanh như thổi, không bao lâu thì đã trở thành chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh. Khi trong nhà đã hết sạch gạo, người mẹ lại phải chạy đi khắp làng xóm để kêu gọi. Mọi người trong làng đều nô nức sắp gạo, đem khoai tới, còn có cả trâu, có cả rượu, cùng rất nhiều bánh trái, hoa quả, chất đầy cả một sân rộng. Tuy nhiên, dù người dân trong làng có đưa đến bao nhiêu, thì chàng Giống lại ăn vơi đi bấy nhiêu. Nhưng mà chàng vẫn tiếp tục đòi ăn thêm không ngừng nghỉ. Sau đó thì Giống lại nói với mẹ mình là: "Mẹ hãy kiếm vải để may quần áo cho con mặc." Nghe chàng Giống nói vậy thì tất cả mọi người lại cùng nhau đem tới không biết bao nhiêu là vải lụa để mà may quần áo mới cho chàng. Tuy nhiên thì thân thể của chàng lại lớn vụt một cách rất kỳ lạ. Quần áo mới vừa may thì đã chật và ngắn ngay được, khiến mọi người cứ phải đem vải tới chắp vá thêm không ngừng. Chẳng mấy chốc mà đầu của chàng đã chạm được tới nóc nhà. Khi mọi người ở làng còn chưa hết ngạc nhiên thì đám quân lính cũng vừa lúc khiêng tới được một đống ngựa sắt, gươm sắt, áo giáp sắt cùng với nón sắt tới nơi. Giống thấy thế liền bước ra ngoài. Chàng vươn vai và người đột nhiên cao lớn sừng sững như một ngọn núi. Chân chàng dài hơn trượng. Chàng hét một tiếng nghe như sấm rền: "Ta chính là tướng của nhà trời." Sau đó Giống nhanh nhẹn đem áo giáp sắt mặc lên người, lấy nón sắt đội lên đầu, một tay cầm lấy gươm sắt mà múa vài vòng. Rồi chàng nói lời từ biệt với mẹ của mình cùng tất cả dân làng. Sau cùng thì nhảy phắt lên con ngựa sắt. Con ngựa sắt đột nhiên chồm lên rồi phun thẳng về phía trước luồng lửa nóng đỏ rực. Chàng Giống lấy chân thúc một cái, con ngựa lập tức phi như bay. Nó sải những bước nhảy dài phải hàng chục con sào ghép lại, làm rung chuyển đất trời. Trong nháy mắt thì nó đã xông thẳng đến nơi giặc hạ trại. Hàng loạt những khu trại rộng rãi trải dài khắp mấy khu rừng. Chàng Giống lập tức vung gươm lên, tay như chớp giật. Đám giặc ân xông vào bao nhiêu thì lại chết hết từng ấy. Rồi con ngựa sắt lại thét ra lửa, làm cháy hết những đồn trại, rồi thiêu cháy luôn cả mấy cánh rừng kia nữa. Khói bụi bay mù mịt khắp nơi, tiếng la thét khóc vang trời. Tuy là bị thương vong rất nhiều, nhưng tướng giặc Ân Vương vẫn không ngừng gào thét ra lệnh cho quân đội tiến vào. Giống càng đánh lại càng khỏe hơn, thay đám giặc Ân chất ngổn ngang khắp nơi trong rừng. Đột nhiên gươm sắt của chàng bị gãy, nhưng chàng chẳng có chút bối rối. Lập tức với tay nhổ lấy những bụi tre lớn ở hai bên đường mà quật túi bụi vào đám giặc đang bám trụ theo mệnh lệnh của chủ tướng. Nhưng bọn giặc Ân cũng chẳng cầm cự được bao lâu, sau đó bắt đầu tan rã, chạy toán lạng ở khắp nơi. Còn tên tướng giặc Ân thì đã bị Giống quật cho tan xác từ bao giờ. Đám tàn binh thấy tướng lĩnh đã chết thì vội vàng lạy lục để xin hàng. Đến lúc này thì quân đội Hùng Vương cùng tất cả dân làng nơi đây chỉ còn việc duy nhất là xông tới mà chổi hết chúng lại mà thôi. Chưa đầy buổi mà Giống đã có thể trừ được nạn nước. Khi ấy ngựa sắt của Giống cũng đã tới chân ngọn núi Sóc Sơn.
Khi đến nơi này, chóng đem áo giáp sắt cùng nón sắt để lại, sau đó cưỡi theo ngựa sắt mà bay thẳng về trời. Sau khi nạn giặc xâm đã trừ, để tưởng nhớ công ơn của người anh hùng, thì vua Hùng đã cho người xây dựng đền thờ chàng Giống ngay tại quê hương của chàng, phong chàng thành Phù Đổng Thiên Vương. Cho đến tận ngày nay thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được những vết tích sót lại là những dãy ao hình tròn cứ nối tiếp nhau từ Kim Anh qua Đa Phúc rồi đến tận Sóc Sơn. Cha ông ta nói rằng đó chính là dấu chân mà ngựa sắt của Thánh Giống để lại. Còn khu rừng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của ngựa sắt thì ngày nay có tên gọi là làng Trái. Và những đám tre mà Thánh Giống đem nhổ lên để đánh giặc dính lửa nên từ màu xanh ngã hết thành màu vàng. Hơn nữa, còn có thêm lớm đớm những vết cháy, hiện nay vẫn còn giống ấy. Người ta vẫn gọi nó là tre ngà hoặc là tre đằng ngà. Câu chuyện về sự tích Thánh Giống đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích mới. Câu chuyện được mang tên Sơn Tinh Thủy Tinh. Các bé cùng lắng nghe nhé. Vào đời vua Hùng thứ 18, vua có một người con gái đã đến tuổi cập kê. Công chúa có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, lại còn có một làn da trắng trẻo mịn màng. Dáng người nàng cũng cao ráo. Tên của nàng công chúa này là Mỹ Nương. Khi thấy con gái của mình đã tới tuổi để gả chồng, nên vua liền cho ban truyền tìm kiếm nhân kiệt ở khắp nhân gian, hòng kén được một người phò mã đủ tài đủ đức. Nghe được tin vua Hùng ban tin kén rể khắp nơi cho con gái, vua nước Tây Âu liền đem tới rất nhiều vàng bạc cùng châu báu, như là cao vàng châu bạc, để mà dặm hỏi cưới nàng Mỹ Nương. Thấy vậy, vua Hùng lập tức cho triệu tất cả các lạc hầu của mình vào cung để mà hỏi ý. Những lạc hầu này tâu rằng vua nước Tây Âu ấy là một con người rất cuồng bạo, tuổi cũng khá cao rồi mà hình dáng cũng rất là kỳ quái, làm sao mà có thể xứng đôi với công chúa của chúng ta được. Nghe những lời khuyên can của đám lạc hầu, nên vua Hùng liền từ chối lời cầu hôn của vua nước Tây Âu kia. Cũng chính từ ngày đó mà mối quan hệ giữa nước Văn Lan cùng Tây Âu xấu đi, nảy sinh hiềm khích khó tháo gỡ. Bẵng đi được một thời gian thì lại có hai chàng trai tới để dạm hỏi cưới nàng công chúa Mỹ Nương. Hai chàng trai này đều vô cùng xuất sắc và tuấn tú. Một người là Sơn Tinh, chính là thần núi Tản Viên hay còn gọi là Thánh Tản. Người còn lại được gọi là Thủy Tinh, chính là thần nước hay là thần biển cả. Vua Hùng liền cho truyền cả hai chàng trai này vào triều để chỗ tài. Nếu như ai có tài hơn thì vua sẽ chấp nhận gả con gái mình, tức là công chúa Mỹ Nương, cho người đó. Chàng Sơn Tinh chỗ tài trước, chàng có phép chỉ tay tới đâu thì nơi đó lại mọc lên những rừng núi hùng vĩ, chim muông đông đúc từng đàn. Còn chàng Thủy Tinh lại có phép phẩy tay thì nước sẽ ào ào mà dâng lên thật cao. Còn có cả thường luồng và ba ba hàng đàn kéo nhau nổi lên mặt nước nữa. Cả hai chàng trai đều vô cùng tài giỏi, có thể gọi là ngang tài cân sức, nên vua Hùng không biết phải chọn ai mới được. Vì vậy, để quyết định được thắng thua, nhà vua đã phải ra thêm những thử thách khác. Người nào chiến thắng thì sẽ trở thành phò mã. Vua mới nói rằng hai người đều rất tài giỏi, ngang tài cân sức với nhau, vì vậy nên ta không thể chọn được một trong hai người. Bây giờ sẽ như thế này: ngày mai nếu như một trong hai ngươi, người nào có thể đem được đồ sính lễ
gồm có 100 ván cơm nếp, 100 tẹp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao. Mỗi thứ phải có một đôi. Tới đây sớm hơn thì người đó sẽ được cưới con gái của ta. Tuy nói rằng không thể chọn ai, nhưng tất cả những đồ lễ mà vua Hùng yêu cầu hai chàng chuẩn bị thì tất cả đều là những sản vật ở trên đất liền. Điều đó có thể cho thấy được vua Hùng cũng đã ngầm đồng ý gả nàng Mỹ Nương cho Sơn Tinh rồi. Ngày hôm sau, khi bầu trời bên ngoài chỉ vừa hửng sáng thì Sơn Tinh đã đem được đầy đủ các loại lễ vật theo đúng yêu cầu của vua Hùng đến cung vua để xin họ cưới nàng Mỹ Nương. Bởi vì những đồ lễ vật ấy với một thần núi như chàng thì vô cùng dễ để chuẩn bị. Vua Hùng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Sơn Tinh nên đã bằng lòng cho phép Sơn Tinh được cưới con gái mình là Mỹ Nương. Còn về Thủy Tinh, bởi vì khó tìm kiếm những món lễ vật hỏi cưới đó nên đến trễ hơn một chút, chàng vô cùng hốt hoảng khi được tin nàng Mỹ Nương đã cùng đi với phu quân của mình là Sơn Tinh. Vì thế Thủy Tinh lập tức đuổi theo, đem cả đám binh tướng của mình tới đánh Sơn Tinh, tề phải cướp được lại nàng Mỹ Nương cho bằng được. Thủy Tinh cứ thế hô mưa rồi gọi gió, làm rung chuyển trời đất, khiến cho nước biển cuồn cuộn dâng lên để đánh Sơn Tinh. Khi nước dâng cao khiến cho lúa ngập, đồng cũng ngập, sau đó thì nhà cửa cũng ngập nốt. Và giông tố cứ mỗi lúc lại càng dữ dội hơn, nước cũng càng ngày càng dâng cao hơn nữa. Đám thị quái thì cứ đông lên nhiều lần, chúng rầm rầm rộ rộ, làm theo tất cả những mệnh lệnh của Thủy Tinh. Tất cả cư dân của nước Văn Lang lúc bấy giờ đều sung sức và chung lòng ra tay để giúp đỡ cho Sơn Tinh. Hơn nữa, thần trống đồng thiên liêng cũng hiện về để dục giả, cổ vũ cho mọi người ra trận mà tiêu diệt đám thị quái hung bạo kia, đồng thời chống cả lũ lụt dữ dội. Những người nào khỏe mạnh thì đi đào đất để đắp thành đê. Chính vì thế mà ra đời những con đê dùng để chống lụt hiện nay của người Việt ta. Những đoạn đê dựng lên ngày càng cao hơn, chắc hơn, ngăn chia rồi chặn đứng được tất cả sự phá phách khủng khiếp của lũ lụt. Đối mặt với tình cảnh này, Sơn Tinh không hề có chút nao núng nào cả. Chàng liền dùng phép của mình để bóc những quả đồi, rồi dời đi những dãy núi để mà tạo thành bức tường vững chắc nhằm ngăn chặn dòng nước lũ của đối thủ. Dòng nước lũ của Thủy Tinh dâng cao bao nhiêu thì những dãy núi của Sơn Tinh lại mọc cao lên bằng ấy. Đội quân của Sơn Tinh bê những hòn đá lớn, nhỏ ném tới tấp vào đám quân của Thủy Tinh ở dưới nước, khiến chúng chết vô số kể. Xác cá, xác thuồn luồn, cả xác ba ba cứ nổi đầy kín cả mặt nước. Thủy Tinh cứ dâng nước lên một trào, Sơn Tinh lại dâng núi, nâng đất đá cao lên một vì. Khi Thủy Tinh lại dâng nước lên hai đợt thì Sơn Tinh lại tiếp tục mà dựng núi của mình lên hai vì. Vào đợt thứ ba thì Thủy Tinh liền xô nước tới, Sơn Tinh nhanh chóng nâng núi của mình lên đến ba vì. Cũng chính vì trận chiến này mà núi Tản Viên xưa còn được gọi với cái tên Ba Vì. Cả hai bên đã đánh nhau kéo dài tới mấy tháng ròng, nhưng sau cùng bởi vì đuối sức nên Thủy Tinh phải cho quân rút về. Kể từ ngày đó thì chàng Sơn Tinh và nàng Mỹ Nương cũng được sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, ân oán của Sơn Tinh cùng Thủy Tinh lại ngày càng nặng, hận thù cũng ngày càng lớn hơn. Mỗi năm vào tầm tháng 7 theo âm lịch thì Thủy Tinh lại nghĩ tới ân oán khi xưa, lập tức đem dân nước khéo tới đánh nhau cùng Sơn Tinh. Tuy vậy, nhưng mỗi lần như vậy thì Thủy Tinh đều nhận lấy cái thất bại rồi phải kéo quân ra về.
Truyền thuyết về Sơn Tinh và Thủy Tinh vô cùng nổi tiếng và là một trong những cách lý giải của người Việt xưa về hiện tượng lũ lụt cùng những cách để chống lũ lụt của nước mình. Và câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện được mang tên Bắc Kim Thang. Các bé cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa ngày xưa, ở một làng quê nọ, có hai người bạn làm nghề buôn bán cùng nhau. Một người đi soi đèn bắt ếch về đêm, còn anh kia thì chuyên bán dầu thắp đèn vào rạng sáng. Nhà họ dựng trên một cù lao nhỏ ven sông, tách biệt với làng xóm. Muốn đi vào chợ làng, phải đi ngang một cây cầu khỉ vắt vẻo. Do hoàn cảnh đơn chiếc nên hai anh cũng thân thiết với nhau. Có lần vì mẹ già của anh bán ếch bệnh mà không có tiền chạy chữa nên qua đời. Anh bán dầu liền bỏ tiền ra giúp đỡ ma chay mà không hề tính toán. Vì thế mà anh bắt ếch càng quý trọng tình bạn của anh bán dầu. Một đêm nọ, trong lúc đi làm việc, anh bắt ếch nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy trên đồng. Tính tò mò, anh lại mở ra coi thì phát hiện ra hai con chim le le và biềm biệp nằm trong bẫy. Do chúng giành ăn với nhau mới bất cẩn rơi vào bẫy của con người. Hai con chim ra sức năn nỉ anh bắt ếch mở bẫy tha cho mình, rồi hứa sẽ đền ơn báo đáp. Vốn là người có tính nhân từ, anh bắt ếch cũng xuôi lòng rồi giải thoát cho chúng. Vài ngày sau, hai con chim cùng bay đến nhà anh bắt ếch để cảnh báo cho anh biết tai ương sắp đến. Chúng nghe được hai con ma da ở sông bàn với nhau rằng sẽ kéo chân anh bán dầu và anh bắt ếch, cho hai anh chết, thế mạng cho chúng để chúng được đầu thai. Vì hai con ma da này chết đã lâu, nếu trong 7 ngày không bắt được người thay thế, sẽ bị hồn phách tứ tán, không được đầu thai nữa. Thêm vào đó, ma da cũng chỉ có thể bắt hai anh khi trời vừa rạng sáng, lúc anh bán dầu ra chợ và lúc anh bắt ếch về nhà. Bởi vì khi mặt trời lên thì chúng không còn ma phép nữa. Ban đầu anh bắt ếch đem cớ sự nói cho anh bán dầu nghe, khuyên anh nên ở nhà nghỉ bán một tuần lễ, nhưng anh bán dầu lại không tin, cho rằng đấy là mê tín vớ vẩn, trên đời không có ma hay quỷ. Theo lời le le và bìm bịp, anh bắt ếch viện cớ đến ngày cúng mẹ, gọi anh bán dầu qua nhà tiệc tùng ăn nhậu, chuốc cho anh say mềm đến mức sáng hôm sau không ra chợ bán được. Ngày kia lại lấy cớ xây nhà cảm ơn anh bán dầu đã giúp đỡ, lại bày tiệc ăn uống no say, trì hoãn việc đi ngang cây cầu kia. Hôm ấy là ngày cuối cùng của thời hạn 7 ngày ma da bắt hồn. Do say xỉn nhiều ngày nên anh bắt ếch ngủ quên. Anh bán dầu sực tỉnh vào sáng sớm, nhận ra mình đã bỏ buôn bán mấy ngày liền, bèn nhanh chóng quẩy hàng ra chợ. Do bước vội vàng qua cầu khỉ treo leo, lại bị bọn ma da biến phép cho cầu trơn trượt nên sảy chân rơi xuống nước mà chết. Anh bắt ếch vì tiếc thương bạn, nhưng do còn sợ bọn ma da nên phải đợi hết một ngày sau mới dám vớt xác bạn lên mà làm ma chay. Thấy ân nhân của mình đau lòng, Lê Lê và Bìm Bịp cũng bay đến, cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống đám ma để tiễn biệt một người chết oan. Đọc hết chuyện cổ tích này thì có lẽ mọi người hiểu sáng tỏ vì sao trong bài Đồng Dao Bắc Kim Thang lại là Bắc Kim Thang cà lan bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà té,
chú bán hết ở lại làm chi? Con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te. Thực chất là để diễn tả lại câu chuyện cổ tích, đề cao tình bạn và tính chất cứu vật, vật trả ơn của người xưa. Câu chuyện về Bác Kim Thoang đến đây là hết rồi. Mến chào cái bé. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Và câu chuyện được mang tên Sự Tích Hoa Thiên Lý. Cái bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, xưa rất là xưa, có một chàng trai thổi sáo rất hay. Hay đến mức một con rắn lục mê tiếng sáo của chàng, đã quyết tâm tu luyện cho thành người để giành chàng làm chồng, mặc dù chàng đã có vợ. Lần ấy, sau một chuyến mang cây sáo trúc đi thổi thi và đạt được giải nhất trở về, vừa đến đầu làng, chàng trai đã thấy người vợ trẻ vừa xinh vừa hiền của mình ra đón. Chàng vui lắm, đâu biết đấy chính là con rắn lục đã biến thành người và đã giả giọng giống y hệt vợ chàng từ vẻ mặt, lời nói đến dáng đứng, dáng đi. Về đến nhà, chàng trai bỗng rụng rời thấy một người vợ thứ hai bước ra. Chàng trai không còn biết ai là vợ thật của mình nữa. Hai người đàn bà trẻ giống nhau, còn hơn cả hai giọt nước. Chàng liền tìm đến một ông cụ nổi tiếng là tài giỏi trong việc tìm ra chuyện phải trái ở trên đời để nhờ giúp đỡ. Nghe chàng nói rõ ngọn ngành, ông cụ nhận lời ngay và cho gọi hai người đàn bà trẻ đến. Cụ già lấy vải đen bịt mắt cả hai lại, rồi đưa cho hai người ba cái áo có mùi mồ hôi của ba người đàn ông khác nhau và dặn: cứ ngửi đi, và cái nào của chồng thì gật đầu, không phải thì lắc đầu. Cô vợ thật được ngửi trước, cô vợ giả được ngửi sau. Mắt cô vợ giả vốn là mắt rắn, nên có thể nhìn xuyên qua vải đen. Vì vậy, cô ta liếc nhìn người vợ thật, thấy cô nàng lắc đầu thì cũng lắc đầu, thấy gật đầu thì cũng gật theo. Thế là cả hai đều đã ngửi đúng được mùi áo của người chồng có tài thổi sáo. Ông cụ liền cho mang đến ba bát canh. Một bát có vị gừng, một bát có vị hành, và bát còn lại có vị lá hẹ. Ông cụ mới dặn: thứ canh nào chồng thích ăn thì gật đầu, thứ nào chồng không thích thì lắc đầu. Sự việc lại diễn ra như lần trước. Thấy người vợ thật gật đầu khi nếm bát canh nấu với gừng, cô vợ giả cũng gật đầu theo. Ông cụ cho cả hai cùng về để cụ suy nghĩ thêm. Hôm sau, cụ lại cho mời hai người đến. Cụ để hai người đứng ở hai nơi, không trông thấy nhau, nhưng cùng nhìn ra một con đường ở phía trước mặt, cách chỗ đứng khá xa. Ta sẽ cho ba chàng trai đi ngang qua đường, nhận ra ai là chồng mình thì cứ vẫy gọi. Ai gọi đúng chàng thổi sáo tài giỏi thì người đó là vợ thật, còn ai là gọi sai thì là vợ giả và sẽ phải chịu tội với dân làng. Cô vợ giả lúc đầu lo lắm, nhưng sao cô ta đã nghĩ ra được một lối thoát. Cô ta định bụng khi nào nghe tiếng cô vợ thật gọi thì cũng sẽ gọi ngay theo. Một người trai trẻ đi qua, rồi hai người. Cô vợ giả không nghe tiếng cô vợ thật gọi thì cũng im lặng theo. Cô ta mừng lắm, như thế thì người còn lại đúng là chàng trai thổi sáo tài giỏi. Vì vậy, khi chàng trai thứ ba vừa xuất hiện thì cô vợ giả đã vẫy tay và gọi to: anh ơi, em ở đằng này này. Trong lúc người vợ thật vẫn đứng im, vì đó vẫn chưa phải là chồng của cô.
Cụ già liền dẫn chàng trai thứ ba đến trước cô vợ giả và nói: Như vậy, cô đã tự nhận cô là kẻ manh tâm đi cướp đoạt chồng của người khác. Chàng trai này đâu phải là người mà cô đã nhận là chồng. Rồi cụ lại cho gọi cô vợ thật đến và hỏi: Trong ba chàng trai không có ai là chồng của cô sao? Thưa cụ, nếu là chồng cháu thì dẫu ở xa trăm dặm, ngàn dặm, cháu cũng nhìn ra. Cụ già liền cho ba chàng trai khác tiếp tục đi qua đường. Đến người thứ năm thì người vợ thật kêu to lên mừng rỡ: Anh ơi, anh ơi, đúng là chàng trai thổi sáo tài giỏi. Sự việc đã rõ ràng, cụ già liền theo lệ của làng nọc cô vợ giả ra đánh 100 roi. Nhưng chỉ đánh được chục roi thì đau quá, cô vợ giả đã hiện nguyên hình con rắn lục và bò nhanh vào bụi cây trốn mất. Hai vợ chồng chàng thổi sáo vui mừng lạy tạ ông cụ. Ông cụ tươi cười bảo: Tìm ra được kẻ gian cho đời là lão vui rồi. Bây giờ lão chỉ muốn được nghe điệu sáo hay nhất của ông thôi. Chàng trai liền rút cây sáo trúc luôn dắt ở bên mình ra thổi. Tiếng sáo của chàng nghe réo rắt như tiếng chim, của trời, của sông, của nước, nhưng nổi lên rõ hơn là tiếng của con người vui mừng được sống trong lẽ phải và tình thương. Ai cũng ngơ ngẩn say mê. Hai vợ chồng sau đó liền kéo nhau trở về nhà. Họ sống bên nhau đầm ấm vui vẻ. Hai vợ chồng cùng làm ruộng. Lúc rảnh, chồng lại đem sáo ra thổi cho vợ và hàng xóm cùng nghe. Ngày hội, ngày Tết, tiếng sáo của chàng càng làm cho mọi người thêm yêu đời và quý mến nhau. Một buổi chiều, người vợ đang gội đầu, người chồng đang thổi sáo, thì bỗng có con chim gì thả rơi ở bên chân người vợ một chùm hoa màu xanh phớt vàng, có mùi thơm thoang thoảng. Đêm đến, mùi hoa càng thơm hơn. Người vợ liền bảo chồng đặt bông hoa bên cạnh cửa sổ để có gió, hương hoa càng bay thơm khắp nhà. Sáng hôm sau, thức dậy, cả hai vợ chồng đều lạ lùng thấy bông hoa đã kết liền vào một loại dây leo mọc ở cạnh cửa sổ. Và sau đó, không phải chỉ một chùm hoa, mà rất nhiều chùm hoa khác lại nở tiếp theo. Hoa màu xanh phớt vàng, hình giống như ông sao năm cánh, hương thơm dịu ngọt. Loại hoa ấy ngày nay ta gọi là hoa thiên lý. Vì sao lại có cái tên ấy? Các cụ xưa giải nghĩa: vì tên cô vợ thật là Lý, còn thiên lý là vì ông cụ có tài tìm ra mọi việc phải trái, đã dựa vào câu trả lời của cô vợ thật mà đặt tên mới cho cô và treo cô. Tên cô từ nay không phải là Lý mà là Thiên Lý. Thiên Lý nghĩa là nghìn dặm, nghìn dặm mà vẫn nhận ra được chồng của mình. Các cụ còn nói thêm: cô vợ giả tuy đã trở lại kiếp rắn lục, nhưng vẫn giữ trong mình mối hận đối với cô vợ thật. Vì vậy, ai yêu hoa thiên lý, rắn lục đều không thích. Rắn lục thường bò nấp vào các dây hoa thiên lý để mổ cắn cho những ai thích ngắm hoa thiên lý, yêu mùi hương của thiên lý. Nhưng cho đến nay, càng ngày mọi người càng quý, càng yêu loại hoa có mùi hương rất dung dị và mộc mạc này. Câu chuyện về sự thích của hoa thiên lý đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé nha.